Xin chào kinh bonsai Cần Thơ, xin chào cô chú anh chị. Nay em có lên clip mai dạo ghiên dạo học dạo Thủ Đức mai thành phẩm cho Tết để giao lưu với cô chú anh chị. Chương trình phí ship là em bao ship miễn phí bao 200 cây số km nha cô chú anh chị. Đây là một cây mai thành phẩm chơi Tết, bông mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, 5 cánh là nếu có lai chút đỉnh thôi nha cô chú anh chị. Đó, bước đầu tiên là cái số 1. Em cũng có vườn mai lớn ha, hoành từ 35 trở lên 4-5-60. Của chú anh chị nào mà có muốn mua cây mà cỡ lớn, tàn lớn thì alo em. Em quay trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem mà cây cỡ như cây cô chú anh chị mình nhu cầu. Gọi số nào? Gọi số 0335767848. Rồi. Tình qua ở thị trấn A 6, Châu Thành, Hậu Giang. Đó, một cốt chuốt cành chi đầy đủ, nụ nút vô cứng ngắt luôn. Chưa. Cái cây đầu tiên vô là nó nguyên vườn gì nè cô chú chị, bắt cứ ở đâu đem giật cô chú chị coi nè. Đó, nụ vô nè. Dạ nè, cứng vậy nè. Đó, đặt kẹo luôn. Nguyên vườn luôn. Quanh là 18. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 140. Đó, cây mã số 1 này em giao lưu của chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship luôn. Vô đi. Vô xích nặng. Để nữa cây này để đó. Rồi tới cây mã số 2. Đó, vẫn là một cây mai dảo ghim dảo học mai dảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Mặt bông từ 7 cánh 12 cánh của chú anh chị. Đốc lai 5 cánh số ít nha cô chú anh chị. Đó, một cốt vuốt cành chi đầy đủ, nụ nút vô cứng ngắt luôn. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí 200 cây số. Cô chú anh chị nào mua số lượng nhiều thì 300-400 cây số em cũng giao luôn. Đó, lùng lực quá đẹp luôn, giá cả hữu nghị luôn. Hoành 19. Chiều cao là 140. Tán ngang là 138. Đó, cây mã số 2 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship luôn. À, quá đẹp luôn. Ô, quá tuyệt luôn, giá rất hữu nghị, cao khoảng cả 1m6 1m7. Giá quá mềm luôn, giá có 1.700.000 bao ship tới nhà, ngồi một chỗ có mai. Đó, cô chú anh chị mình có nhu cầu mai bự thì cứ alo em. Cây hoành nhiêu, tán ngang nhiêu, cao nhiêu là cứ alo em quay cho cô chú anh chị mình trực tiếp coi cây đó. Cái này thì mai nhỏ. Hoành 20. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 1,5 m. Cây mã số 3 này em giao lưu của chú anh chị là 1.700.000 miễn phí ship luôn. Rồi cái mã số 4. Ôi ghế nó ăn cứng rồi. À, cái mã số 4 quá đẹp luôn. Còn là lùng lực không nghe của chú anh chị, gốc u nụ không, một cốt vuốt cành chi đóng đầy đủ luôn. Cái này của chú anh chị mình chơi Tết ha, bông hoàng hoại rồi qua Tết của chú anh chị mình trồng dưới đất. Hoặc là nâng chậu gì á, vài năm bán mấy chục triệu luôn nha chú anh chị. Bởi vì cây mai dảo, ghim dảo từ học lên phát triển mạnh lắm nha cô chú anh chị. Đó, cái này cắt ra. Hoành 22. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 1,5 m.
cây mã số 4 em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.300.000 miễn phí ship tới nhà luôn, 200 cái số của chú anh chị. Ai mua số lượng nhiều nhiều mới đi rồi. Rồi tới cây mã số 5 quá trời giá hữu nghị luôn. Đó. Chiều cao khoảng 1m4.5 vậy đó. Cây tươi tốt sức khỏe luôn. Cành chi gắt rất đầy đủ luôn. Trơn quá trơn luôn. Rồi đó nữa. Hoành thân 19. Chiều cao 1m45. Tán ngang 1m5. Cây mã số 5 này em giao lưu của chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship luôn. Sao trong đó vậy? Vẫn là một cây mai giáo Thủ Đức, giáo ghim, giáo hột ha của chú anh chị. Ghim hột luôn, mai thành phẩm chơi ngay Tết luôn nha của chú anh chị. Bao của chú anh chị mình lặt lá là nở cái chân Tết luôn. Đó, rất là đẹp luôn. Giá cả rất hữu nghị luôn. Tầm có 1.000.000 à. Tới nhà có cái mai Tết bông nở hoàng vại luôn. Quá trời nụ nút à. Về tới bất cứ cây nào trong vườn mà về tới của chú anh chị mình dạch ra không có nụ nhiều cho của chú anh chị mình trả lại luôn. Bao sống bao ship luôn. Bao hướng dẫn kỹ thuật luôn. Cô chú anh chị mình điện em phục vụ 24/24. Hoành thân 20. Chiều cao 1m5. Tán ngang là 130. Cây mã số 6 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship, miễn hết toàn bộ luôn. Rồi tới cây mã số 7, đó vẫn là một cây mai giáo ghim, giáo hột, giáo Thủ Đức nha của chú anh chị. Mai thành phẩm chơi tăng Tết luôn nha của chú anh chị. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, ship tới nhà của chú anh chị mình tặng luôn cái chậu luôn, xe tải tới nhà luôn. Bao 200 số rồi cô chú anh chị, bởi vì bưu điện nó hướng hoài nó không có nó chưa có nhận nữa. Rồi đó nó. Hoành thân là 17. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 1m7. 8m7 luôn. Rồi cây số 7 này em giao lưu của chú anh chị mình 1.200.000. Miễn phí ship, ngồi một chỗ có cái mai Tết chân bông hoàng hoại luôn. Để lại đi. Ghế nó lên vậy đó. Đó, cây mai số 8 nó vẫn là một cây mai giáo ghim, giáo hột, một mai giáo Thủ Đức của chú anh chị. Đó, từ hột lên nó phát triển mạnh lắm, cao khoảng 1m7, 1m8 á. Đó, cây tươi tốt sống khỏe, nụ nút cứng kim luôn. Cây nào cũng vậy à. Về bao của chú anh chị mình tới nhà bao nụ, không có nụ cho trả lại luôn, bao sống luôn. Bao hướng dẫn luôn. Phục vụ 24/24, muốn cần cây cỡ nào điện em là có cỡ đó. Hoành thân là 19. Chiều cao là 1m8. Tán ngang là 1m6. Cây mã số 8 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.600.000 miễn phí ship luôn. Ra đây đi. Quá đẹp luôn, dáng thế luôn, đóng ba nhánh tam tài rất đẹp luôn. Rồi chiều cao khoảng có 1m5, 1m6 à. Đó, cây quá đẹp luôn, nụ nút vô cứng kim luôn. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí tới nhà ngọt chỗ có cái mai. Mai giảo ghim, giảo hột, giảo Thủ Đức, bông từ 7 cánh đến 12 cánh. Có đốc lai chút đỉnh là 5 cánh thôi nha cô chú anh chị, số ít thôi. Đó. Mai này em canh là ngay Tết mua cây mai này là về là Tết có bông của chú anh chị mình yên tâm. 100% nở bông. Các tỉnh miền Tây mình là 100%. Rồi, ghê đó nữa. Hoành thân là 22. Chiều cao là 1m5.
tán ngang là 1m6. Đó, cây mã số 9 này em giao lưu với cô chú anh chị mình là 1.500.000 miễn phí ship luôn, tới nhà luôn. Ra sau lưng này, ra sau lưng này. Tới cây mã số 10 nó vẫn là một cây mã giáo ghim giáo học, mã giáo Thủ Đức của chú anh chị. Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, đốc lai 5 cánh là chút đỉnh hơn của chú anh chị. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí, ship 200 cây số. Đó, chiều cao khoảng 1m5. Ship 200 cây số, số lượng mà ai mua số lượng nhiều ship 300-400 cây số luôn nha cô chú anh chị. Mấy cánh à, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, 5 cánh là số ít thôi nha cô chú anh chị. Đó. Cây này chưa tỉa cô chú anh chị, tỉa vô đẹp lắm. Nụ nút là bao nụ cô chú anh chị mình luôn, bất cứ cây nào về cô chú anh chị mình dạch không có nụ cho trả lại luôn. Bao sống bao chết luôn. Cô chú anh chị mình có chặn gì điện em phục vụ 24/24, hoành thân 20, chiều cao 1m5, tán ngang 140, cây mã số 10 này em giao lưu của chú anh chị mình 1.300.000 miễn phí ship luôn. Rồi tới cây mã số 11, đó, cây 11 rất là tròn luôn nha của chú anh chị, đó. À mai giảo ghim giảo hậu giảo Thủ Đức nha của chú anh chị. Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, đó, đốc lai 5 cánh là chỉ chút đỉnh thôi nha cô chú anh chị. Rồi, nụ nút bông là ok luôn, cao khoảng 1m4, 1m5, giá 1 triệu ngoài rất rẻ luôn, bao ship tới nhà luôn. Rồi, đó, ship luôn chậu nha cô chú anh chị, tặng luôn chậu luôn. Quên, nó hoành trước cái lực. Ok này, đế là móc lên đẹp nha cô chú anh chị. Hoành 20, chiều cao là 125, tán ngang là 1m45, cây mã số 11 này em giao lưu của chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship luôn. Rồi cây mã số 12 nó vẫn là một cây mai giáo ghim giáo học, mai thường chậu của chú anh chị. À, một khu chú rất đẹp luôn, nụ nút vô cứng ngắt luôn, cao khoảng 1m4, 1m5. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí luôn, ship 200 cây số đó cô chú anh chị mình lại tới nhà mua. Là nếu mà cô chú anh chị mình lại tới nhà mua số lượng nhiều là không bao ship, là giá ưu đãi luôn. Hoành thân là 19, chiều cao là 1m5, tán ngang là 130, cây mã số 12 này em giao lưu của chú anh chị là 1.200.000 miễn phí ship 200 cây số. Rồi tới cái đẹp xấu tặng dù tặng thông gì có đầy đủ hết, alo em phục vụ 24/24 ở trong vườn em nè. Đó, rồi đây là cây mã số 13, vẫn là một cây mai giáo ghim giáo học giáo Thủ Đức, mai thường chậu của chú anh chị, mai chơi ngay trăng tết luôn, cao khoảng 1m6. Đó, giá 1 triệu ngoài chơi rất rẻ luôn. Đó, cành chi đầy đủ, nụ nút đầy đủ, bông rất đẹp luôn. Đó, tại vì em bán trước tết, bán giá hữu nghị cho cô chú mình chơi tết luôn. Rồi đó, ship bằng xe tải tới nhà chặn luôn chậu nha cô chú anh chị. Ôi, đó, chiều cao 1m6, tán ngang là 1m6. Cây mã số 13 này đâu hoành chứ trời. Hoành này, hoành thân ngay đây là 20, là cây mã số 13 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship tới nhà, ngồi một chỗ có cây mai chơi tết luôn. Cây mã số 14 nó vẫn là một cây mai giảo ghim giảo hột giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, nó có đốc lai 5 cánh chút đỉnh nha cô chú anh chị. Đó, từ hột lên phát triển mạnh lắm nha cô chú anh chị. À, chiều cao khoảng 1m6 1m7, cô chú anh chị mình chơi tết xong rồi về trồng xuống nó từ hột phát triển mạnh lắm, vài năm mà bán cây mấy chục triệu luôn, vừa chơi tết vừa có lại luôn, bán giá rất hữu nghị của chú mình chơi luôn. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí tới nhà tặng luôn chậu luôn.
Hoành thân là 22. Chiều cao là 1m7. Tán ngang là 1m4. Cây mã số 14 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000, miễn phí ship tới nhà, một chỗ có cái mai luôn. Rất rẻ luôn, có 1.400.000. Là một cây mai giảo ghim, giảo học, giảo Thủ Đức của chú anh chị. Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh. À, nó có đốc năm lai 5 cánh chút đỉnh thôi nghe cô chú anh chị. Đó. Cây tươi tốt, sống khỏe, cao khoảng cả 1m6. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí. Đó, em có hàng lớn, hàng nhỏ, hàng đủ thứ hết. Có hàng lớn hoành 3, 4, 5, 60, cô chú anh chị nào muốn mua thì cứ điện em alo em gọi trực tiếp cho cô chú anh chị mình xem từ cây, phục vụ 24/24 luôn, giá cả hữu nghị luôn. Rồi hoành thân 18, chiều cao là 140, tán ngang là 1m5. Cây mã số 15 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000, miễn phí ship luôn, quá rẻ luôn, 1.400.000 một chỗ cây mai tới nhà luôn luôn. Đó, cây mã số 16 nó vẫn là một cây mai giảo ghim giảo từ hột lên nha cô chú anh chị. Mai này thần chậu được 1 năm nghe cô chú anh chị, nên bây giờ nó đương cứng ngắt luôn, nhổ lên là không gớt miếng đất luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây tươi tốt, sống khỏe luôn. Đó, chương trình phí ship em là bao ship miễn phí. Em bự, mai bự nhỏ có hết, của chú anh chị mình thích cỡ nào cứ alo em. Hello. Đó. Rồi ok Ron á. Bưu điện cỡ này nó chưa có nhận em nên ship 200 số thôi nha cô chú anh chị. Cô chú anh chị mua số lượng nhiều em mới ship 3 4 5 6 700 luôn. Rồi quanh 18. Chiều cao là 107. Okay. Tán ngang là 137. À, cây mã số 16 này em giao lưu với cô chú anh chị 1.300.000, 1.300.000 cây ngồi một chỗ mai tới nhà luôn. Rồi tới cây mã số 17. Đó, cây mã số 7 là cây này là siêu nụ luôn nha cô chú anh chị. Đó, cây rất đẹp luôn. Rồi cho bà con coi đi, siêu nụ đi. Đó, bây giờ đang búp mà, đang búp mông luôn. Đó, siêu nụ á. Dừng. Rồi. Đó, vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo hột, giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đó. Cây này về tới nó nở một cái cô chú anh chị mình ha, trời ơi trời. Đó, rất đẹp luôn. Hoành thân là 20. Chiều cao là 1m5. Tán ngang là 119. À, cây mã số 17 này em giao lưu với cô chú anh chị mình 1.300.000, miễn phí ship luôn, ngồi một chỗ cây mai tới nhà có 1.300. Mã số 18 đó, vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo hột, mai giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đó, cây tươi tốt, sống khỏe luôn, siêu nụ luôn. Đó, nụ nè kìa, toàn là nụ không chứ không thấy cái lá nào chứ. Nè cái nè, cái nè 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 đó. Đó, cái này cái gốc là nó có mẹ bồng con. Đó. Đó. Nè không có đo đâu được, em đo em lấy cái vị trí này của chú anh chị, cây này thì nó không có bự hung mà lấy vị trí này là ngay đây là cái nó 23 nè. Đo luôn cái bồng con nè. Đó, chiều cao là 1m5. Tán ngang là 130. Cây mã số 18 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000, miễn phí ship luôn. Rồi, tới cây mã số 19. Đó, vẫn là một cây mai giảo ghim, giảo hột, giảo Thủ Đức nha cô chú anh chị. Đó, mặt bông từ 7 cánh đến 12 cánh, số lượng rất là nhiều. Rồi, này cao là khoảng 1m4, 1m5 gì đó. Thằng lớn. Đó, chương trình ship em là bao ship miễn phí. Tới nhà tặng luôn cái chậu luôn 200 cây số. Bởi vì bưu điện bây giờ nó chưa có nhận, em chưa có giao toàn quốc được, vài bữa nó nhận em giao toàn quốc.
Hoành 20. Chiều cao 1,5 m. Tán ngang là 1,45 m. Cây mã số cho 19 em giao lưu với cô chú anh chị là 1.300.000 miễn phí ship luôn. Rồi tới cây mã số 20. Đó, vẫn là một cây mai giáo ghiên giáo học giáo Thủ Đức này cô chú anh chị. Đó, cây tươi tốt sống khỏe luôn. Chương trình phí ship em là bao ship miễn phí 200 cây số. Chiều cao khoảng cao 1,5 m. Bây giờ bưu điện nó chưa giao em mà ship 200 cây số thôi, chừng nào bưu điện giao em mới bao ship miễn phí nha cô chú anh chị. Đó, mà con từ 7 cánh đến 12 cánh, có đốc lai 5 cánh là số ít hơn nha cô chú anh chị. Bông rất là đẹp. Đủ nút. Bao luôn. Hoành thân là 17. Chiều cao là 1,5 m. Tán ngang là 1,5 m. Đó là cây mã số 20 này em giao lưu với cô chú anh chị là 1.400.000 miễn phí ship luôn. À, cũng là cây cuối clip em xin chào cô chú anh chị, mong cô chú anh chị ủng hộ giùm em, chân thành cảm ơn, hẹn tạm biệt. Này.